các bạn, hôm nay rất vui vì được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đây là cây chanh. Đó, cây chanh thì là một cái loại cây khá là quen thuộc với mọi người. Là một, mình phải nói chính xác hơn là cái trái chanh là trái khá quen thuộc với mọi người. Tại vì cây chanh thì rất là ít nhà trồng nên có một số bạn còn chưa biết cái cây chanh. Bạn chưa biết đến cây chanh. Cây chanh này thì được nhà vườn này trồng 3 năm rồi các bạn, và năm nay đã cho trái ra đầu tiên. Và mình thấy là trái ra rất là nhiều và rất là tốt các bạn. Thân cây thì bé nhưng mà trái rất là nhiều. Thì đây trên tay mình hiện tại đang cầm là cái hoa của cây chanh nha cả nhà. Đây. Hiện tại mình đang cầm trên tay là hoa của cây chanh. Thì hoa của cây chanh là cái hoa có cái màu tím nhạt, màu gọi là tím hoa cà các bạn. Và nó có cái búp như thế này. Búp như thế này, búp như thế này. Đó. Thì các cái loại cây này nó được trồng trong một cái diện tích khá là rộng. Đó, nếu như nhà ai ít đất thì sẽ không có đủ đất để trồng những cái loại cây này đâu các bạn. Nó chịu được cái diện tích đất rộng, xốp tươi là nó sẽ lên. Đây, chúng ta mà trồng những cái loại đất càng tỏi quá thì nó sẽ không có cây. Bây giờ mình sẽ tìm một số cái trái cho các bạn xem nhé. Mình sẽ cho các bạn xem một cái thứ khá là hay đây. Mình vừa mới tìm ra. Mình sẽ sửa soạn một tí và mình sẽ cho quay qua cho các bạn xem. Để hôm nay mình thấy cái bề mặt khá là khó. Đó. Mình sẽ, đây là cái nụ hoa. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hoa của nó nha. Đây cả nhà, đây là hoa chanh nha cả nhà. Đây các bạn thấy không, rất là đẹp luôn, rất là đẹp phải không ạ? Hoa chanh thì là nó ra cái hoa, sau đó cái trái nó sẽ ra theo nha các bạn. Cái chanh này thì nó cũng sẽ có gai, nó chanh là có gai nha cả nhà, nên khi mình hái nó thì mình phải cẩn thận. Đó, vừa rồi thì mình đã nói tới cái hoa rồi, bây giờ mình sẽ nói tới cái trái của nó. Đây là cái trái chanh cả nhà ơi. Này, các bạn thấy không, cái trái nó nhỏ nhỏ như thế này. Tại vì nó đang còn nhỏ nên là cái màu da của nó tựa chung với lại cái màu lá, nên mình khá là khó nhận biết. Vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn, đó là cái cây chanh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.